Vâng, xin chào các bác đến kênh Kiên Xe Đạp. Và nay sẽ giới thiệu các bác một dòng xe cao cấp đến từ thương hiệu Gian, Gian TCR 6005. Như các bác đã biết thì OCR là thuộc dòng xe tầm trung, dòng xe đua tầm trung, thì dòng Gian TCR là một dòng xe đua cao cấp, dòng xe đua chuyên những tay đua chuyên sử dụng dòng TCR này để thi đấu những giải đua chuyên nghiệp. Và hôm nay là chiếc xe Gian TCR 6005 màu trắng xanh. Rồi, em sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, và đây là chiếc xe Gian TCR 6005. Trước đây thì cũng tông màu như này, em về được hai chiếc dòng xe Gian TCR 6005. Nói về Gian thì bộ khung được công nghệ nhôm aluminum Alloyx, rất là nổi tiếng trên thế giới rồi. Và đây là bộ khung Alloyx SL các bác nhé, cao cấp hơn Alloyx thông thường, cho xe bộ khung bền bỉ và nhẹ. Và đây cũng là một TCR, cũng là một dòng xe Gian siêu nhẹ, khung nhôm siêu nhẹ các bác nhé. Đây là thương hiệu chính hãng của Gian, gianbicycle.com. Em sẽ lướt qua nước sơn của xe. Em đánh giá chiếc xe này rất là mới, hầu như rất ít vết xước, tầm 85-90%. Cọc yên của Gian nguyên zin theo xe, có thể thấy chữ Gian ở đây. Yên thì cao cấp hơn yên của Gian TCR, nguyên zin theo xe. Xe được sử dụng lên một bộ group của Shimano Tiagra từ củ đề, phanh ba mảnh, đùi đĩa và tay lắp. Tay lắp của Tia ra luôn thôi nhé. Phía bên trên đây thì các bác có thể thấy cốt của ni lông nguyên zin của hãng Gian, nguyên bản theo xe. Đây là một màu xe rất là đẹp các nhé, của dòng Gian TCR. Ba mảnh trước của Tiagra, Maestro. Xe vẫn giữ được cặp lốp rất là cao cấp của Michelin. Michelin là một hãng làm lốp nổi tiếng thế giới rồi. Lốp 700x25C các bác nhé. Bánh xe lô. Bánh xe lô là một vành hiệu rất là cao cấp các bạn nhé. Có thể lên Google để search về bộ vành xe lô, chữ xe lô. Trên khung có mã QR code của hãng đây. Và chiếc xe có size S. Có thể thấy là xe được sử dụng nguyên một bộ group của Shimano Tiagra rất là cao cấp. Đây là cả gạt đĩa. Góc sau của xe đây. Xin đi. Góc còn lốp chọc, lốp còn rất là mới. Các bác có thể đi rất lâu nữa mới có thể thay. Cái độ mới của lốp này. Xe được trang bị 10 tầng lip. Tích và lip thì còn rất là mới thôi.
Nó sẽ đo chiều cao khung đứng của xe. Xe chiều cao khung đứng là 47 các bác nhé. Khung ngang là 52. Của các bác từ 1m6 đến 1m7 như vừa chiếc xe này. Size 47. Xe được trang bị 11 tầng lip, nguyên một bộ group của Seoro Tierra đến lip. Cái dòng TCR này thì chuyển động rất là tốt rồi các bạn. Chuyển lip rất tốt. Bên tay phải là bộ đùi đĩa 2 tầng của Tierra, gạt đĩa của Tierra luôn lên đĩa. Vâng, và em vừa đánh giá xong chiếc xe ra TCR 6005. Chiếc xe được sử dụng nguyên một bộ group của Seoro Tierra, bộ khung nhôm siêu nhẹ alloy XL. Chiếc xe được bán tại cửa hàng em mức giá 12.800.000, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975 70993 để xem hình ảnh chi tiết chiếc xe. Lên YouTube theo dõi anh Kiên Xe Đạp và nhấn vào chiếc chuông để được nhận những thông báo mới nhất về những xe đẹp có tại cửa hàng em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.